trải dài trên 2 triệu dặm vuông, nép mình giữa Nam Mỹ. Khu rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới ẩn chứa một số bí mật bên dưới hệ thực vật rậm rạp của nó. Sau khi vượt qua những tán cây cao chót vót, bạn sẽ được đưa đến những khu vực đa dạng sinh học nhất trên toàn thế giới. Những gì bạn chứng kiến chính là bản chất của Amazon, ngôi nhà của hoang dã. Đây là video đưa các bạn đi thám hiểm khu rừng bí ẩn nhất thế giới, Amazon. Chúng ta cũng sẽ nói về sự đa dạng đáng kinh ngạc của những loài động vật hoang dã gọi nơi này là nhà, và làm thế nào mà khu rừng nhiệt đới này có thể hỗ trợ sự tồn tại đa dạng đến điên cuồng của các loài sinh sống ở vùng hoang dã bí ẩn này. Rừng nhiệt đới Amazon được nuôi dưỡng bởi sông Amazon. Đây là con sông được xem như là lớn nhất thế giới, theo một số nguồn thông tin, và là con sông có lưu vực rộng nhất cùng với lượng nước nhiều nhất thế giới. Diện tích của khu rừng nhiệt đới tráng lệ này tương đương với diện tích đất bao phủ của 48 tiểu bang Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đó là một con số khổng lồ nếu xét nó chỉ là một khu rừng. Amazon trải dài 4.225 dặm, từ đỉnh của dãy Andes ở Peru đến những bãi biển tuyệt đẹp ở Brazil. Với một khu rừng rộng lớn như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, nó có thể là nơi trú ngụ của một số sinh vật lạ lùng và bí ẩn nhất đang tồn tại trên thế giới này. Khu rừng có hơn 16.000 loài cây khác nhau, tương đương với khoảng 390 tỷ cây. Số lượng loài có thể lên tới hơn 40.000 nếu chúng ta tính đến tảo, nấm, cây bụi và cây leo. Như ta đã biết, vẫn còn rất nhiều cư dân của nơi đây chưa được khám phá và ghi chép, và cũng chỉ một phần nhỏ sự đa dạng của sinh thái ở Amazon được tạo thành từ thực vật, tảo và nấm. Đi qua hệ thực vật, ta hãy nói về sự đa dạng của những loài động vật sống trong ngôi nhà hoang dã khổng lồ này. Cho đến nay, hơn 1.300 loài chim khác nhau, 378 loài bò sát khác nhau, cùng với 400 loài lưỡng cư và ít nhất 427 loài động vật có vú đa dạng đã được xác định ở Amazon. Bạn có nhận thấy rằng chúng tôi đã không đề cập đến bất kỳ động vật không xương sống nào, chẳng hạn như côn trùng và loài nhện. Điều này là do quần thể động vật không xương sống khổng lồ của Amazon đã tăng lên hàng triệu con và phân ra rất nhiều loài. Và đó cũng chỉ là những gì được ghi chép và khám phá ra cho đến nay. Một điều thú vị là hệ động vật của Amazon cũng định hình nên sự đa dạng sắc màu của Nam Mỹ. Một số trong số chúng kết hợp hoàn hảo với môi trường xung quanh, trong khi những loài khác cũng có sự kết hợp cực kỳ đa dạng giữa các màu sắc, đốm và hoa văn rực rỡ. Rừng nhiệt đới Amazon lớn nhất trên thế giới, hoàn toàn không có đối thủ về sự đa dạng sinh học to lớn của nó. Để xem những sinh vật khác thường này, du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến Amazon với máy ảnh, ống kính dài và ống nhòm. Và giờ chúng ta hãy đề cập đến một số loài động vật hoang dã độc đáo và ấn tượng nhất của khu rừng nhiệt đới ngoạn mục này. Hãy bắt đầu với những con chim. Amazon là một trong những môi trường sống đa dạng nhất của các loài chim trên thế giới. Đây là nơi sinh sống của chim ruồi, chim cu gáy, hoạch xìn và vẹt đuôi dài. Vẹt đuôi dài rất thông minh và thân thiện. Chúng là một biểu tượng của Amazon. Loài vật này sống theo nhóm có từ 10 đến 30 cá thể và thường định cư trong các hốc cây cao hoặc sống trên các vách đá. Chúng có thể sống đến 60 năm và là bạn đời chung thủy của nhau. Thậm chí, một số con vẹt có thể bắt chước tiếng nói của con người. Tuy nhiên, việc buôn bán thú cưng bất hợp pháp và nạn phá rừng gây ra mối đe dọa đối với vẹt đuôi dài. Vẹt cũng là loài lông vũ có bộ lông sặc sỡ nhất của khu rừng. Đỏ, vàng, xanh lá cây và xanh lam là những màu phổ biến nhất của lông vẹt đuôi dài. Nhưng chúng có thể có hầu hết mọi màu. Chúng thường tụ tập gần những bãi đất sét để tìm mồi. Bạn cũng có thể tìm thấy đại bàng Harpy tại đây. Đôi mắt xuyên thấu và cái mỏ nhọn của đại bàng Harpy là những đặc điểm nổi bật của nó. Vẻ ngoài cho thấy nó là một trong những kẻ săn mồi hàng đầu của rừng rậm và cũng là loài chim tuyệt đẹp trên bầu trời Amazon. Đại bàng Harpy có bụng màu trắng, đầu màu xám, trên cánh có những hoa văn lông màu trắng, xám và đen rất đẹp. Được nhìn thấy loài đại bàng này săn mồi thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Đây là Spangled Cotinga, loài chim có vẻ đẹp huyền bí nhất của rừng rậm Amazon. Những con đực được nhận ra bởi một mảng lông màu hồng sẫm trên cổ và cơ thể được bao phủ bởi những chiếc lông màu ngọc làm sáng. Loài chim này trông giống như một bức tranh nghệ thuật tuyệt vời được sáng tạo ra bởi một nghệ sĩ tài hoa. Không giống như các loài chim khác, loài chim này sống trong các tán cây của rừng nhiệt đới Amazon và chúng không biết hót. Hãy chuyển sang với một số động vật có vú đặc biệt của khu rừng. Các loài mèo, khỉ và một loài sinh vật ăn thịt với vẻ ngoài hiền lành sống dưới sông là một số loài động vật độc đáo nhất của Amazon. Đây là một con báo đốm Nam Mỹ. Chúng là loài mèo thanh lịch, bí ẩn và khó nắm bắt nhất thế giới. Được công nhận là loài mèo lớn thứ 3 trên thế giới và là loài mèo lớn nhất của châu Mỹ. Phạm vi phân bố của loài này khá rộng lớn, kéo dài từ miền Tây Nam của Hoa Kỳ đến phía Bắc Argentina, nhưng chủ yếu vẫn là rừng rậm Amazon. Loài báo đốm có nguồn gốc từ châu Phi và chúng được cho là đã xâm nhập vào lục địa Mỹ từ 1,5 triệu năm trước thông qua một phần đất liền từng bắc qua eo biển Bering. Giống như các loài thú họ mèo, báo đốm cũng có cuộc sống đơn độc, ngoại trừ các con báo mẹ sống với con của mình. Cái tên Jaguar xuất phát từ tiếng bản địa Jaguarete, có nghĩa là kẻ giết người bằng một cú nhảy. Không giống như các loài mèo nhà, báo đốm không sợ nước. Thậm chí, chúng còn coi các vùng đất xung quanh sông suối và các vùng ngập nước là nhà của mình. Báo đốm rất thích bơi lội. Trong nhiều trường hợp, chúng còn coi cá sấu là con mồi của mình. Loài mèo lớn này săn mồi cả ngày lẫn đêm và có thể đi xa tới 10 km để kiếm ăn. Chúng sẽ giết con mồi bằng một cú cắn cực mạnh. Cho đến nay, nó vẫn là loài có cú cắn mạnh nhất trong số các loài mèo. Răng của chúng đủ khỏe để cắn xuyên qua cả lớp da của cá sấu Cayman và có thể làm vỡ cả mai rùa. Cú đớp mạnh mẽ này có thể hạ gục con mồi gấp 4 lần chúng. Khi săn mồi, báo đốm thường cắn vào phía sau hộp sọ của con mồi, chứ không phải cổ hoặc họng như những con mèo khác. Vào mùa sinh sản, một cặp báo đốm có thể giao phối rất nhiều lần một ngày, và thời gian mang thai của một con báo cái kéo dài khoảng 14 tuần. Mỗi lần sẽ có khoảng 2 đến 4 con báo con được sinh ra. Và cũng như các loài mèo khác, báo con sẽ bị mù tạm thời trong khoảng thời gian vài ngày tuổi. Đây sẽ là giai đoạn tương đối khó khăn đối với báo mẹ. Đối với các nền văn hóa của Trung và Nam Mỹ, báo đốm được coi là một biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Được biết đến với một cái tên đặc biệt, sói sông. Đây là loài rái cá sông lớn nhất thế giới. Chúng sống nhờ vào sự giàu có và phong phú của các con sông hay vùng ngập nước ở Amazon. Những con rái cá này có thể dài tới 1,7 mét. Không giống như vẻ bề ngoài đáng yêu của mình, rái cá khổng lồ Amazon là một kẻ săn mồi thực sự đáng sợ. Chúng không sợ bất cứ kẻ nào, kể cả đó là những con báo đốm. Thậm chí, chúng có thể giết chết và ăn thịt cả trăng Nam Mỹ hay cá sấu Cayman đen. Rái cá khổng lồ không sống một mình. Loài thú săn mồi này sống theo bầy đàn, săn mồi, ăn và ngủ cùng nhau. Với lượng cá vô cùng phong phú, Amazon là thiên đường của loài rái cá khổng lồ. Rái cá trú ngụ trong những chiếc hang nằm dọc theo những bờ nước. Một gia đình rái cá có vài cái hang để sử dụng luân phiên nhau. Ban ngày, chúng ở bên ngoài, nhưng ban đêm chúng sẽ quy về hang và ngủ theo bầy. Rái cá cái đẻ con trong hang và chăm sóc con non tại đây. Chúng ở với nhau hầu như suốt cả ngày. Từng cá thể rất ít khi tách khỏi đàn. Khi ở dưới nước, rái cá khổng lồ thậm chí không sợ con người. Khi có nguy hiểm, ví dụ như có cá sấu ở gần, loài vật này sẽ thông báo cho nhau bằng cách khịt mũi. Một gia đình rái cá khổng lồ thường có bố, mẹ và đám con đến 3 tuổi. Khi rái cá bố hoặc mẹ chết đi, thì vị trí đó sẽ được thay thế bởi một con rái cá khác đang đi tìm nơi ở mới. Cuộc sống gia đình sẽ tiếp tục với bố hoặc mẹ kế. Thường thì rái cá sống với nhau thành nhóm khoảng 10 cá thể. Sau khi săn mồi, cả nhóm tập trung để nghỉ ngơi và chơi đùa. Đôi khi chúng sẽ kiếm mồi vài lần một ngày. Chiều muộn, khi mặt trời lặn, rái cá bố mẹ sẽ dẫn cả gia đình về hang để ngủ đêm. Rái cá khổng lồ ăn rất nhiều. Mỗi cá thể trưởng thành cần đến 3 kg thức ăn mỗi ngày. Vì trọng lượng của chúng thường không quá 20 kg nên xét về trọng lượng, Nó tương đương với một người bình thường ăn đến 15 kg cá mỗi ngày. Rái cá khổng lồ là những thợ săn thành thạo. Ở dưới nước, chúng dùng những cái đuôi như bánh lái. Chân rái cá có màng. Chúng săn đuổi con mồi và dùng đẩy con mồi về phía những con rái cá cùng đàn. Nhưng chúng luôn phải cảnh giác với kẻ thù. Cá sấu có thể tiến đến bất cứ lúc nào và tấn công những con mất cảnh giác. Những con rái cá trong một gia đình sẽ được phân biệt bởi những vết màu trắng dưới cổ họng. Khi rái cá trưởng thành về giới tính, chúng sẽ đi tìm kiếm lãnh địa mới. Trong hành trình đó, dòng sông trở thành tuyến đường di chuyển của chúng. Những con rái cá ở dòng sông này đều là độc thân, những kẻ cô đơn tìm ngôi nhà mới. Trong hệ thống các nhánh sông rộng lớn của Amazon thì điều đó không phải là vấn đề. Dòng sông luôn đủ cá và chỗ trú ngụ cho chúng. Con rái cá đực nhỏ này có lẽ vừa bắt được một con cá lớn. Nhưng khi con người ngày càng tiến sâu hơn vào rừng mưa và phá hủy nó, những tuyến đường trên sông của rái cá ngày càng trở nên khó khăn. Những người tìm vàng đào bới đất rừng và để lại những cái hố sâu lầy lội. Nhu cầu lớn về vàng và giá vàng cao khiến cho công việc đào vàng trong rừng trở nên béo bở. Cư dân ở các quốc gia giàu có ngày càng đầu tư nhiều tiền vào vàng. Rất ít trong số họ quan tâm làm thế nào để lấy được vàng, trong đó có việc sử dụng lượng lớn chất thủy ngân cực độc. Với mỗi kg vàng được lấy từ rừng mưa thì cũng tương đương từng đấy lượng thủy ngân làm ô nhiễm đất, không khí và nước. Thủy ngân đầu độc các dòng sông, cá và loài rái cá. Người đào vàng đang khiến các dòng sông mà rái cá đi lại đang ngày càng trở nên chết chóc. Rời khỏi nhà của loài rái cá khổng lồ, chúng ta hãy đến thăm nhà của loài động vật gặm nhấm lớn nhất thế giới. Hoa hậu thân thiện trong thế giới động vật này là capybaras hay chuột lang nước. Nó không phải là loài chuột hay sóc điển hình mà bạn có thể nuôi ở nhà. Con vật này sở hữu kích thước của một con cừu. Vì tên của chúng có trong thực đơn dùng bữa của mọi loài săn mồi, cho nên vấn đề kích thước là đặc biệt quan trọng. Đây là một cái ao nhỏ trong lưu vực của sông Amazon. Nó cũng chính là một nơi nghỉ lý tưởng cho một gia đình chuột nước. Vào mùa khô, đàn chuột lớn này có thể có đến hàng chục con chuột lang con được nuôi dưỡng và bảo vệ an toàn. Hầu hết những con non này đều được sinh ra vào cuối mùa mưa, khi nước lũ bắt đầu rút. Có rất nhiều loại cỏ giàu chất dinh dưỡng dành cho những con vật ăn cỏ này. Có khá nhiều ao nước quanh khu vực này và các gia đình chuột lang khác đều đã thiết lập chủ quyền riêng của chúng. Mùa khô cũng là thời gian hoàn hảo để chuột lang con có thể học tập các kỹ năng cần thiết để tồn tại trong thế giới lưỡng cư, một nửa dưới nước và một nửa trên bờ của giống loài mình. Những con chuột lang nước khổng lồ chỉ được tìm thấy ở Nam Mỹ. Với cơ thể kỳ quái và hành vi bất thường, chúng khơi gợi lên sự tò mò cho bất cứ ai nhìn thấy chúng. Người ta từng nghĩ rằng chúng là một loài heo chưa được phát hiện. Nhưng những con vật có vẻ ngoài kỳ lạ này đã được tiến hóa đặc biệt để thích nghi ở đây. Ngón chân có màng của chúng là một lợi thế lớn khi hoạt động trong nước. Ở vị trí rất cao trên đầu của chúng là đôi mắt và đôi tai đóng vai trò như những chiếc radar rà soát khắp các môi trường xung quanh để xác định kẻ thù, ngay cả khi chúng đang ở trong nước. Chuột lang nước rất to lớn. Một con trưởng thành của loài này có thể dài hơn 1 mét và nặng tới 55 kg. Mỗi nhóm có thể có từ 1 tới vài chục cá thể và được dẫn dắt bởi một con đực đầu đàn. Đó là một con đực trẻ có tuyến mùi hương lớn nhất trên mũi. Tuyến mùi hương ấy được gọi là morilo, được con chuột dùng để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của gia đình bằng cách cọ sát nó với những cây cỏ xung quanh. Việc đánh dấu mùi hương này cũng giúp duy trì hệ thống phân cấp xã hội nghiêm ngặt giữa các con đực. Khi con đực đầu đàn chết đi, con tiếp theo trong hệ thống phân cấp sẽ đảm nhiệm vị trí số 1. Sẽ không bao giờ có những trận giao đấu liên quan đến vấn đề tranh giành này. Tất cả những con cái trong nhóm sẽ giao phối với con đực đầu đàn và sinh nở vào cùng một khoảng thời gian. Việc sinh nở đồng loạt sẽ làm giảm nguy cơ bị bắt từ những loài động vật săn mồi đơn lẻ. Càng nhiều động vật trong một nhóm thì càng ít có nguy cơ trở thành mục tiêu săn mồi, bởi vì mọi thành viên đều cảnh giác. Không giống như những loài gặm nhấm khác, Những con chuột lằn nước khi sinh ra trên người đã phủ đầy lông và đôi mắt mỡ. Chúng cần phải sẵn sàng để có thể tồn tại trong một thế giới mà tên mình được biết sẵn trên rất nhiều thực đơn dùng bữa của những giống loài khác. Những nguy hiểm mà chúng phải đối mặt có thể đến từ những cú táp thật nhanh của một con cá sấu cay mạnh hay một con rắn anaconda. Và trên đất liền, chúng là một bữa ăn ngon cho những kẻ săn mồi nhỏ hơn như con mèo rừng, báo đốm và các loài chim săn mồi. Bắt buộc phải lớn lên thật nhanh là một chiến lược quan trọng trong chiến lược phòng thủ của chúng. Điều đó sẽ đưa chúng ra khỏi thực đơn của một số động vật ăn thịt nhỏ hơn. Vì vậy, chúng sẽ cần phải tiêu thụ rất nhiều calo trong những tháng tới. Ngay khi vừa mới sinh ra, chúng đã phải bắt kịp và học cách ăn cỏ từ lúc còn đang bú sữa mẹ. Tất cả các con cái sẽ chia sẻ nhiệm vụ nuôi dưỡng. Trong 16 tuần đầu tiên của cuộc đời chúng, những con chuột lằn nhỏ có thể đi đến chỗ của bất cứ con cái nào không phải mẹ chúng để xin được bú sữa. Những con non này cần phải lớn lên càng nhanh càng tốt, vì chỉ khoảng 1/3 sẽ vượt qua được năm đầu tiên của chúng. Bây giờ là thời khắc cao điểm của mùa khô, và những cái ao nước dường như trở nên nóng bỏng trong cái nắng của buổi trưa. Khi nhiệt độ tăng cao, cả nhóm phải tự tìm cách để bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời và sức nóng khó chịu. Lớp lông mỏng của chúng khiến chúng dễ bị cháy nắng. Vì vậy, chúng ngâm bản thân mình trong bùn. Lớp bùn này sẽ đóng vai trò như một lớp kem chống nắng tự nhiên. Loài chuột lăn nước có rất ít tuyến mồ hôi, và bởi vì thân xác chúng quá lớn nên thân nhiệt có thể tăng nhanh một cách dễ dàng. Đó là lý do tại sao chúng dành rất nhiều thời gian để ngâm mình trong làn nước. Việc này đã giúp chúng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và giữ mát. Những khoảng thời gian nghỉ ngơi dài cũng giúp chúng tiêu hóa lượng thức ăn với thành phần chủ yếu là chất xơ đã được nạp vào cơ thể trước đó. Một con chuột lằn nước trưởng thành ăn khoảng 3 kg thực vật mỗi ngày. Tên của chuột lằn nước trong tiếng địa phương có nghĩa là chủ nhân của các loại cỏ. Chúng là loài động vật gặm cỏ và ăn các loài thủy sinh, cũng như các loại quả hoặc thậm chí là cả vỏ cây. Để có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng trong những loại cây cỏ khó tiêu hóa này, những chú chuột lằn phải tiêu hóa thức ăn đến 2 lần dựa vào hệ thống tiêu hóa đặc biệt của chúng. Cũng giống như loài thỏ, chúng ăn lại những viên phân của mình. Và giống như loài bò, chúng có một hệ tiêu hóa vô cùng hiệu quả. Tất cả các chất dinh dưỡng cuối cùng đều sẽ được xử lý và hấp thụ. Chuột lăn nước là những vận động viên bơi lội rất cừ khôi. Đó là một chiến thuật phòng thủ hữu ích. Một khi đã vào trong làn nước, chúng có thể lặn trong 5 phút mà không cần trồi lên. Đôi tay nhỏ của chúng có nếp gấp di động có thể đóng lại lỗ tai. Những mô mỡ của chúng giúp chúng có thể nổi lên. Vì thế, chúng có thể mạo hiểm vào vùng nước sâu hơn để kiếm ăn. Khi mặt trời lặn trên vùng đất hoang dã này, những con chuột lằn nước phải đi vào những bụi rậm để trú ẩn. Chúng là loài động vật sống khá kỷ luật và có một lịch trình đều đặn. Những con chuột lằn cái sẽ có trách nhiệm chăm sóc đàn con, trong khi con đực thống trị sẽ để mắt tới toàn bộ nhóm và làm những việc khác chỉ dành cho tuổi trưởng thành. Trung bình, một nhóm chuột sẽ lang thang trong một khu vực khoảng từ 5 cho đến 20 hectare. Nhưng khi chúng di chuyển từ nơi này sang nơi khác, thì chúng hiếm khi di chuyển nhiều hơn 200 m trong cùng một lúc. Giống như những loài cặm nhấm khác, răng của chuột lằn nước sẽ liên tục phát triển để bù đắp cho sự mài mòn liên tục. Chúng nhai thức ăn bằng cách nghiêng qua lại thay vì từng bên một. Việc đó rất hiệu quả, giúp chúng có thể biến các loại cỏ cứng thành bột nhuyễn. Chuột lằn nước là một loài động vật chậm chạp và có tính xã hội cao. Chúng đã phát triển một lối sống nhẹ nhàng để phát triển trong một thế giới phức tạp và đầy rẫy nguy hiểm. Rời khỏi những ao nước của Amazon và tiến sâu vào trong khu rừng, hãy đi thăm một loài động vật có thể khiến bạn phải đặt câu hỏi: chúng đã làm cách nào để có thể tồn tại qua 60 triệu năm mà không bị tuyệt chủng? Những con lười là cư dân đặc hữu của rừng rậm Amazon. Chúng không được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Loài động vật không thích vận động này dành phần lớn thời gian cuộc đời của mình để sống ở trên cây. Bộ lông của lười rất dày và nó cũng là một khu rừng thu nhỏ theo đúng nghĩa đen. Đây là thiên đường cho các loài ký sinh như nấm, tảo, sâu bọ làm tổ sau mỗi mùa mưa. Bạn thậm chí còn có thể tìm thấy bọ cánh cứng, gián và một loài bướm đêm không thể tìm thấy ở đâu khác, ngoại trừ trên người một con lười. Với tốc độ chậm chạp, lười sử dụng những chiếc móng dài của mình để bám vào cành cây và di chuyển một cách chắc chắn. Thực tế, một con lười chỉ đi xuống khỏi cây khi chúng muốn đổi một cây khác hoặc để bài tiết. Khoảng 10 ngày một lần, con lười phải tuột xuống khỏi cái cây mà nó đang trú ẩn để đi giải quyết nỗi buồn. Cứ mỗi lần như vậy, trọng lượng cơ thể của nó lại nhẹ đi khoảng 30%. Khoảng thời gian đi vệ sinh cũng là lúc những con lười gặp nguy hiểm nhất. Khoảng 60% số ca tử vong của lười do bị động vật ăn thịt diễn ra trong lúc chúng đi vệ sinh. Trước kia, người ta cho rằng những con lười này ngủ 15 giờ một ngày. Nhưng những quan sát gần đây cho thấy chúng chỉ ngủ khoảng 10 tiếng một ngày. Những con lười là loài động vật thuần chay. Chúng chủ yếu ăn lá cây. Và bộ răng của chúng đã được chuyên biệt hóa cho việc này. Lười có 18 cái răng và những chiếc răng đó toàn là răng hàm. Cấu tạo răng đặc biệt này giúp lười dễ dàng trong việc nghiền những chiếc lá cứng. Mặc dù sở hữu tốc độ di chuyển trên mặt đất không mấy ấn tượng, nhưng lười lại là một vận động viên bơi lội cực kỳ tài giỏi. Nguyên nhân là những khu rừng nhiệt đới có thể bị lũ lụt theo mùa, nên khả năng bơi lội là một điều rất cần thiết. Những con lười ở dưới nước có thể di chuyển ở vận tốc lên tới 13,5 mét một phút, và cơ thể chúng cũng tự nổi ngay từ khi sinh ra. Trên thực tế, những con lười ngủ, giao phối và thậm chí sinh con trong khi treo ngược trên một cành cây. Để làm được điều này, cơ thể chúng cũng được thiết kế khác thường. Tay của lười có những sợi gân đặc biệt giúp cố định tư thế. Móng tay dài và có móc ở đầu ngón giúp chúng bám chặt hơn trên cây. Việc treo ngược trên cành cây, những tưởng sẽ khiến máu dồn lên não như kiểu con người chúng ta. Nhưng không, lười có một van đặc biệt trong hệ tuần hoàn để ngăn điều đó xảy ra. Thế này. Chúng ta hãy cùng chuyển sang với các loài bò sát và lưỡng cư của khu rừng. Đây là loài vật sở hữu màu sắc rực rỡ bậc nhất của khu rừng. Nhưng chúng lại là một con mồi mà chẳng loài nào ưa thích vì tính độc cực cao trong cơ thể chúng. Nó được biết đến với cái tên ếch phi tiêu độc. Những con ếch nhỏ bé này chỉ dài từ 12 đến 50mm nhưng lại chứa một chất kịch độc trong cơ thể, đến mức một số bộ lạc bản địa đã dùng chúng để tẩm lên những đầu mũi tên. Chất bài tiết cực độc của loài ếch phi tiêu độc màu xanh ở Brazil không chỉ xua đuổi những kẻ săn mồi, nó còn giúp bảo vệ lớp da ẩm ướt của con ếch khỏi các loại vi khuẩn và nấm trong rừng rậm. Kỹ thuật bảo vệ tương tự cũng được nhiều họ hàng có độc của nó sử dụng. Mặc dù độc tố là thứ cần tránh xa, nhưng các nghiên cứu y học cho thấy đó có thể là một phương thức điều trị khả thi cho các bệnh về da. Độc tính cao của những con ếch nhỏ này có liên quan tới chế độ ăn của chúng, những con côn trùng và động vật chân đốt nhỏ. Ếch độc hoàng kim được xem là một trong những loài động vật có nọc độc nhất thế giới, sở hữu chiều dài đến 5cm. Nó cũng là một trong số những loài ếch phi tiêu độc lớn nhất. Nọc độc của nó đủ mạnh để giết chết hàng trăm người. Lớp da màu vàng tươi sáng của nó là tấm biển cảnh báo về độc tố. Loài ếch này sống trong một khu vực tương đối nhỏ tại các rừng rậm ở Colombia. Là một sát thủ từ trong trứng nước, nhưng những con ếch này lại là những bậc cha mẹ cực kỳ tận tụy. Vì chúng đẻ trứng ở trên cạn, nên con đực luôn ở gần để canh trứng. Những con nòng nọc phát triển ngay từ khi còn ở bên trong những quả trứng. Bố chúng mang những con nòng nọc mới phát triển được một nửa ở trên lưng, và chúng bám chặt trên đó. Sau khi đã thu thập được một số nòng nọc, ếch bố sẽ thả chúng vào một vũng nước nhỏ để chúng tiếp tục phát triển. Những con nòng nọc thường sẽ được an toàn khỏi những kẻ săn mồi khi được giấu vào những vũng nước này. Ở giai đoạn này, chúng không có độc và dễ bị tổn thương. Sắc màu cảnh báo của chúng dần dần sẽ phát triển khi chúng lớn lên. Ếch phi tiêu sẽ trở nên kịch độc sau khi đặt chân lên cạn và kiếm ăn. Rừng mưa Amazon vô cùng rộng lớn, với địa hình và những cánh rừng khác nhau. Nơi đây có hệ thống sông ngòi chằng chịt, có rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, vùng đầm lầy ẩm ướt. Chính những điều này đã làm nên sự đa dạng về chủng loài sinh vật cho vùng rừng bí ẩn này. Rừng Amazon còn là ngôi nhà của loài cá sấu cay mạnh. Xưa kia, tổ tiên của cá sấu cay mạnh đã theo các nhánh sông Amazon tìm đến khu rừng rộng lớn này sinh sống. Đây là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ ở Amazon. Ngày nay, cá sấu cay mạnh còn khoảng 5 loài. Tất cả chúng đều là cá sấu mỏng ngắn. Trong số đó, cá sấu cay mạnh đen là loài có kích thước to lớn nhất. Khi trưởng thành, chúng có thể dài đến 5 mét. Rừng mưa Amazon trải rộng gần khắp khu vực Nam Mỹ. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên thế giới và là khu dự trữ sinh quyển cho loài người. Đồng thời là nơi có trữ lượng tài nguyên rất lớn, nhất là tài nguyên sinh vật. Cá sấu cay mạnh là một trong những loài tiêu biểu và là kẻ săn mồi vĩ đại của rừng mưa Amazon. Loài vật cổ đại này thích ứng tốt với điều kiện và môi trường sống nơi đây. Khi hoạt động trong môi trường nước, cá sấu rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Chúng bơi về phía trước nhờ vào sự chuyển động của cái đuôi. Sở trường của loài động vật này là bơi lội. Khi săn mồi, cá sấu chủ yếu dựa vào thị giác. Cặp mắt nằm ở đỉnh đầu giúp chúng dễ dàng quan sát động tĩnh xung quanh. Khi mai phục con mồi, cá sấu thường nằm im bất động. Lúc bơi trong nước, chúng di chuyển rất nhẹ nhàng. Vì vậy, không ít con mồi đã chẳng thể nhận ra được sự xuất hiện của cá sấu. Chỉ đến khi chúng đến bên cạnh và tung ra một cú cắn chết người. Cá sấu nói chung và cá sấu cay mạnh nói riêng đều có hàm dưới cực khỏe, cùng những cái răng sắc bén đáng sợ. Tuy nhiên, răng của chúng chỉ có tác dụng cắn giữ con mồi, chứ không có chức năng nhai. Những con cá sấu này đang há miệng mai phục ở dòng nước chảy xiết, chờ con mồi bơi vào miệng. Những con mồi mà cá sấu cay mạnh hay rình bắt là cá, động vật lưỡng cư, côn trùng, ốc, bò sát, động vật hữu nhũ. Đối với cá sấu cay mạnh, rừng Amazon là nơi mà chúng dễ dàng có được những bữa ăn thịnh soạn. Mặc dù rừng Amazon có hệ sinh thái đa dạng, phong phú, nhưng nơi đây cũng có những khoảng thời gian nguồn thức ăn thiếu hụt. Mỗi năm cứ đến mùa khô, mực nước xuống thấp, các vùng đầm lầy sẽ bị khô cạn, khiến cho lượng thức ăn trở nên ít ỏi. Cuộc sống của cá sấu cay mạnh trong mùa này cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, loài bò sát cổ đại này có một khả năng sinh tồn tuyệt vời. Chúng có thể nhịn đói được suốt mấy tháng liền. Điều đó giúp chúng vượt qua được mùa khô đầy khó khăn và khắc nghiệt. Để bảo tồn nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể qua mùa khô, cá sấu cay mạnh hạn chế hoạt động nhiều. Là loài vật máu lạnh, chúng hấp thu nguồn nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời để giữ thân nhiệt. Đây được xem là nguồn năng lượng miễn phí mà tự nhiên ban cho chúng. Cá sấu cay mạnh là loài có thể chia sẻ thức ăn cùng đồng loại. Ngày nay, khí hậu thay đổi và thường có những diễn biến bất thường. Điều này có ảnh hưởng đến giới tính của cá sấu con lúc chào đời. Khi trứng được ấp, nhiệt độ quyết định đến giới tính của cá sấu con. Những con cá sấu khi nở vào lúc nhiệt độ môi trường khoảng 30 độ C thì hầu hết sẽ là cá sấu cái. Nhưng nếu nhiệt độ trên 31 độ thì cá sấu con nở ra chủ yếu là giống đực. Tình trạng trái đất nóng dần lên trên toàn cầu hiện nay đã làm cho các nhà khoa học không khỏi lo lắng. Trong đó có việc cá sấu con nở ra sẽ toàn là giống đực. Sự biến đổi khí hậu đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho loài sinh vật cổ đại này, cũng như nhiều loài khác. Nếu điều kiện môi trường sống ở rừng Amazon không còn thích hợp với cá sấu cay mạnh nữa, thì có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới có thể thích hợp để chúng phát triển giống loài. Rừng mưa Amazon còn là nơi khởi nguồn của nhiều truyền thuyết kỳ bí về các sinh vật to lớn. Trong đó, truyện về loài trăng xanh khổng lồ luôn có sức cuốn hút con người hơn cả. Khu rừng mưa Amazon rộng lớn có rất nhiều đầm lầy, sông hồ. Môi trường mát mẻ, ẩm ướt nơi đây là điều kiện tuyệt vời cho các loài trăng sinh trưởng và phát triển giống loài. Do rừng mưa Amazon quá rộng lớn, nên việc khám phá hết các bí ẩn nơi đây là điều không thể đối với các nhà khoa học. Đến nay, con người vẫn chưa thể biết chính xác loài trăng khổng lồ ở Amazon có thể to lớn đến mức nào, hay trên trái đất còn có loài trăng nào có thể to lớn hơn chúng nữa hay không. Tuy nhiên, có một điều mà các nhà nghiên cứu có thể khẳng định là hầu hết các loài trăng đều thích hợp sinh sống ở Amazon. Khi di chuyển trên cạn, trông chúng rất chậm chạp và nặng nhọc. Nhưng khi xuống nước, trăng trở nên cực kỳ linh hoạt và nhanh nhẹn. Chúng có thể lặn lội khoảng 10 phút để săn mồi. Những loại mồi dưới nước mà Trăng tìm bắt là cá, rùa, đôi khi là cả cá sấu cay mạnh. Trong môi trường nước, Trăng dễ dàng săn được mồi hơn khi chúng ở trên cạn. Có lợi thế khi hoạt động ở dưới nước, Trăng được xem là một trong những loài động vật thống trị rừng mưa Amazon, bởi đây là khu rừng có hệ thống sông ngòi chằng chịt. Mũi và mắt của Trăng đều nằm ở phần trên của đầu, nên chúng có nhiều thuận lợi trong việc mai phục con mồi ở trong môi trường nước. Khi mai phục, chúng cho cơ thể chìm trong mặt nước, chỉ để mắt và mũi nổi trên mặt nước, rồi nằm im và chờ đợi con mồi hàng giờ liền. Trăng gần như có thể ăn được tất cả các loại con mồi. Do vậy, khi đối diện với loài bò sát to lớn này, các loài vật khác trong rừng mưa Amazon rất dễ gặp phiền toái. Tương tự cá sấu và các loài thằn lằn, Trăng là loài động vật máu lạnh, nên chúng cần phải hấp thu nhiệt độ từ môi trường để duy trì thân nhiệt. Nhiệt độ trung bình trong khu rừng mưa Amazon thường ở mức 27 độ C, rất thích hợp cho loài Trăng hoạt động. Khi bắt mồi, Trăng dùng những cái răng sắc bén, cắn, giữ con mồi. Răng của chúng không có tuyến độc, nên răng không phải là vũ khí để chúng giết chết đối phương. Loài bò sát này sẽ dùng sức mạnh của những bó cơ chắc khỏe, siết chặt cho đến khi con mồi chết ngạt. Trăng là loài động vật có biệt tài bắt chuột hàng đầu trong rừng mưa Amazon. Ở đây, chúng dường như không có đối thủ, chỉ có con người mới là nỗi khiếp sợ với loài bò sát to lớn này. Bạn có biết, phần lớn các sinh vật trong rừng nhiệt đới Amazon là côn trùng. Chúng chiếm 90% số lượng động vật hoang dã. Trong rừng rậm Amazon, những cây thấp, cây bụi là nơi trú ngụ lý tưởng của rất nhiều loài côn trùng. Lợi thế của các tầng cây cao là đón nhận nhiều ánh nắng mặt trời. Trong khi đó, cây bụi và mặt đất lại âm u và ẩm thấp. Mặt đất trong rừng Amazon thường phủ đầy các lá cây mục và phân của các loài động vật. Chính những thứ này làm cho cây cối thêm phần tươi tốt. Đối với các nhà côn trùng học, mặt đất rừng Amazon là môi trường nghiên cứu tuyệt vời. Sự đa dạng của các loài côn trùng nơi đây đã khiến các nhà khoa học nhiều lần kinh ngạc. Hàng năm, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu xác định hàng trăm loài côn trùng hoàn toàn mới. Vì điều này, rất khó để ước tính số lượng côn trùng sống trong rừng nhiệt đới này. Hãy bắt đầu với kiến cắt lá. Chúng ta đang nhìn thấy những nông dân xuất hiện sớm nhất và có năng lực nhất trên thế giới. Chúng đã làm việc chăm chỉ ở đây trong hơn 50 triệu năm. Những con kiến cắt lá này làm cho con người trông như những kẻ đến sau. Nhiều đàn kiến có thể có tới 8 triệu cá thể. Điều đó biến chúng thành một trong những sinh vật nổi trội nhất Nam Mỹ. Kiến thợ đảm nhiệm nhiệm vụ tìm thực phẩm. Tản đi kiếm ăn xa, chúng có thể tìm được đường về bằng cách để lại một vệt pheromone. Chất pheromone này mạnh đến nỗi chỉ cần 1 gram thôi cũng đủ để làm một đường kiến vòng quanh thế giới. Chúng đã phát triển cơ thể của mình thành những công cụ sản xuất giống như những chiếc máy cày và xẻng. Chúng sử dụng những bộ phận cơ thể đó để cắt lá với hiệu quả đáng kinh ngạc. Một con kiến nhỏ bé có thể mang một chiếc lá nặng gấp 20 lần trọng lượng cơ thể. Chúng là một sinh vật sinh ra để làm việc. Những con kiến uống nhựa cây trong lá để lấy năng lượng, nhưng chúng không ăn lá. Chúng sử dụng những chiếc lá này để trồng một thứ khác. Chỉ có lá tươi và nhiều nước nhất mới được lấy. Những chiếc hàm khỏe dễ dàng cắt đứt cellulo. Khi đã hoàn thành công việc cắt xén, bầy kiến lại tham gia hành trình mang chiến lợi phẩm về tổ. Kiến cắt lá làm một vườn nấm đặc biệt sâu trong tổ, và chúng dựa hoàn toàn vào nấm làm đồ ăn. Duy trì khu vườn này là nhiệm vụ tối quan trọng với sự sinh tồn của cả đàn. Chỉ có kiến chúa mới có thể sinh con. Nó có thể đẻ hàng ngàn quả trứng mỗi ngày, và chúng phần lớn sẽ trở thành kiến thợ. Kiến là chuyên gia đích thực về rừng, và chừng nào những khu rừng vẫn còn, chúng sẽ vẫn tiếp tục thống trị. Rừng Amazon còn là nơi sinh sống của rất nhiều loài côn trùng chân khớp khác. Rừng Amazon hiện có đến khoảng 3.600 loài nhện. Một trong những loài nhện tiêu biểu của khu rừng này là nhện sói. Các nhà động vật học cho rằng nhện sói là loài động vật đã xuất hiện trên trái đất từ thời khủng long. Ngày nay có hơn 800 loài nhện sói phân bố ở nhiều nơi trên trái đất. Chúng là loài nhện có kích thước lớn vào hàng bậc nhất thế giới. Loài nhện sói lớn nhất hiện sống ở rừng mưa Amazon. Nơi đây có những loài nhện to lớn như cái đĩa đựng thức ăn. Loài nhện to lớn này thường sống trong hang hay trên cây. Trong khi các loài nhện khác bắt mồi bằng mạng nhện và tơ nhện, thì nhện sói săn mồi bằng cách mai phục và ra đòn tấn công. Nhện sói thường mai phục con mồi ở cửa hang. Trên cơ thể chúng có vô số những sợi lông với hàng triệu tế bào cảm giác. Nhờ vậy, chúng có thể nhận biết sự xuất hiện của con mồi. Những sợi lông tinh nhạy của chúng có chức năng như cơ quan khứu giác và cả thính giác. Nhờ có những sợi lông cực kỳ nhạy cảm, nên nhện sói có thể hình dung ra vị trí và hình dạng con mồi, mặc dù con mồi vẫn chưa xuất hiện trước mặt chúng. Thức ăn của nhện sói chủ yếu là côn trùng, ếch, nhái, thằn lằn, thậm chí là chuột. Nhện sói Amazon có kích thước rất lớn, nhờ vậy chúng mới có thể bắt được những con mồi như chuột, ếch. Khi tóm gọn được con mồi, con nhện sói này dùng vuốt ở đầu các ngón chân đâm vào chúng. Ngoài ra, nó còn truyền nọc độc vào cơ thể con mồi. Chất độc của nhện không chỉ khiến con mồi đau đớn mà còn làm cho xác kẻ xấu số nhanh chóng mục rửa. Khi mọi việc hoàn tất, con nhện chỉ việc thưởng thức chất dịch lỏng từ xác con mồi. Rời khỏi hệ sinh thái dưới những tán rừng, chúng ta hãy đi thăm một loài cá đã làm nên cảm hứng cho rất nhiều bộ phim kinh dị. Không loài động vật nào khét tiếng hơn cá piranha. Máu trong nước sẽ xua chúng lao vào ăn điên cuồng. Loài cá piranha bụng đỏ này có thể rỉa tới tận xương một con khỉ chỉ trong tích tắc. Bộ hàm có răng sắc như dao cạo được thiết kế để xẻ những miếng thịt vừa ăn. Chúng xuất hiện ở mọi nơi trong khu vực sông Amazon, từ Colombia tới tận Argentina. To không quá bàn tay của một người đàn ông, sự tàn bạo của nó không nằm ở kích thước mà nằm ở số lượng. Piranha di chuyển thành bầy với số lượng khoảng 100 con, và khi tìm thấy con mồi, chúng sẽ tấn công ồ ạt. Những kẻ đi săn nhân cơ hội này sẽ xơi tái bất kể thứ gì đang bơi hay rơi xuống nước. Piranha có khả năng nghe và phát hiện mùi nhạy bén. Tiếng quẩy nước hay mùi máu sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền. Cả đàn cá xâu xé nạn nhân khốn khổ bằng hàm răng sắc nhọn đủ để gặm cả thép. Trong vòng vài phút, con mồi đã trở thành dĩ vãng. Có thể là dã man, nhưng nhiều loài cá khác cũng ăn theo bầy đàn lớn như thế. Đó là một chiến thuật sống sót thông thường. Nhưng cuộc sống tập trung cũng mang tới sự cạnh tranh. Khi thức ăn khan hiếm, kết quả là cá lớn nuốt cá bé. Và cảnh tượng đó càng cho thấy sự tàn bạo khét tiếng của loài cá piranha. Tuy nhiên, con người vẫn liều lĩnh đi vào vùng nước này, biến loài ăn thịt đáng sợ thành con mồi. Những người đánh cá đã phải hứng chịu các cuộc tấn công của đàn cá piranha lớn. Một vết cắn từ con cá mắc lưới có thể rất nghiêm trọng. Hàm răng sắc như dao cạo của nó có thể dễ dàng cắn đứt ngón tay. Nhưng danh tiếng về một loài ăn thịt người là hư cấu. Cá piranha cũng ăn hạt cây và xác động vật thối. Rời khỏi dòng sông với đầy những con cá piranha hung ác, chúng ta trở lại với khu rừng ngập nước ở Amazon để thăm một loài cá có khả năng săn mồi trên mặt nước. Những con côn trùng đang bám trên thân cây không thể biết rằng, ngay ở dưới mặt nước tĩnh lặng kia, tử thần đã sẵn sàng để lấy đi tính mạng của chúng. Loài cá rồng dài trên 1 mét cũng nhanh nhẹn như loài khỉ. Thực ra, chúng còn được biết đến với cái tên khỉ nước. Chúng thường săn những con cá nhỏ, nhưng trong mùa nước lên, cá rồng cũng ăn cả côn trùng. Chúng thường lẫn vẫn gần mặt nước, rà soát trên những cành cây phía trên để tìm con mồi. Trong mùa mưa, cá rồng sống trong một thế giới và đi săn trong thế giới khác. Cá rồng có chiến lược khác thường để tận dụng phần thưởng do nước lũ mang lại. Chúng cố gắng săn nhiều côn trùng nhất có thể trước khi mùa khô hạn quay trở lại. Hơn 3.000 loài sinh vật được tìm thấy khắp các vùng nước của Amazon. Chúng là nguồn cung cấp thức ăn cho một trong số những loài sinh vật hiếm nhất, cá heo sông Amazon màu hồng độc đáo. Chúng có một cái cổ đặc biệt và rất linh hoạt, cho phép chúng di chuyển đầu từ bên này qua bên kia. Sự thích nghi này cho phép chúng chuyển hướng đi vào các nhánh sông và những vùng ngập nước của khu rừng Amazon. đó là những vùng đi săn ưa thích của chúng. Vì tầm nhìn của chúng rất tệ, những con cá heo dựa trên một hệ thống siêu âm nội bộ. Những giác quan này không chỉ cơ động, nó cũng giúp chúng xác định vị trí của những con mồi di chuyển nhanh. Các bộ lạc cổ xưa coi cá heo hồng là loài rất thiêng liêng, có sức mạnh kỳ diệu. Thậm chí ngày nay tại nhiều khu vực, chúng vẫn được tôn kính. Có rất nhiều loài săn mồi trong số các loài cá của vùng Amazon, nhưng không có loài cá nào chuyên nghiệp như loài săn mồi cổ xưa này. Một con cá tai tượng trưởng thành có thể dài tới 3 mét và nặng 200 kg. Nó là một trong số những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới và là một kẻ săn mồi chuyên nghiệp. Thầm lặng bám theo những con mồi lơ đãng và rồi lao tới chụp lấy con mồi với tốc độ kinh hoàng. Chẳng có gì được an toàn trước cái miệng khổng lồ của nó. Nạn nhân gần mặt nước bị hút vào theo luồng nước và không khí. Loài săn mồi cổ xưa này đã sống sót trong hơn 100 triệu năm. Trong suốt thời gian này, nó đã chống chịu và sinh tồn qua nhiều thay đổi của trái đất và sự thay đổi lớn lao trong dòng chảy của những con sông vùng Amazon. Mặc dù khu rừng nhiệt đới rộng lớn có thể gợi lên những suy nghĩ về những sinh vật kỳ lạ và có khả năng gây nguy hiểm, nhưng nó cũng là ngôi nhà của một lượng dân số đáng kể. Amazon là nơi sinh sống của khoảng 21 triệu người, trong đó có khoảng 50 bộ lạc biệt lập chưa tương tác với nền văn minh phương Tây. Đối với những người bản địa này, Amazon và vùng hoang dã của nó thực sự là nhà. Từ sự âu yếm và ấm áp đến những điều thực sự kỳ lạ, Amazon có tất cả. Các loài động vật từ kỳ lạ cho đến quen thuộc, mỗi loài có phong cách riêng, cùng tồn tại trong rừng nhiệt đới Amazon. Trong những khu rừng rậm rạp của Trung và Nam Mỹ, tồn tại một trong những kẻ săn mồi ghê gớm nhất của bầu trời. Sa xuống từ một tán cây cao, bắt lấy con mồi trong sự ngỡ ngàng của nó. Đại bàng Harpy là loài chim săn mồi nhanh nhẹn, đáng sợ. Nó săn mồi bằng thị giác và thính giác, cẩn thận quét qua những tán cây rậm rạp để tìm con mồi. Nó có thể phát hiện ra nạn nhân từ khoảng cách rất xa. Loài chim to lớn này có một bộ móng vuốt đủ mạnh để bẻ gãy xương của nạn nhân ngay lập tức. Và nó có thể nâng một con mồi bằng trọng lượng cơ thể của mình. Là một trong những loài đại bàng lớn nhất, sải cánh của đại bàng Harpy có thể dài tới hơn 2 mét. Đôi cánh được tiến hóa phù hợp để di chuyển trong thảm thực vật rừng rậm. Chúng có thể nặng hơn 10 kg, nhưng vẫn có thể bay với tốc độ lên tới 80 km/h và giáng một đòn mạnh mẽ khi va chạm vào những nạn nhân không may. Đây là loài đại bàng được cho là mạnh mẽ nhất trong số tất cả các loài chim ăn thịt. Nếu bạn trở thành một con lười hay một con khỉ trong lãnh thổ cai quản của đại bàng Harpy, thì đó quả là một điều bất hạnh. Nhưng không chỉ có sức mạnh thuần túy khiến đại bàng Harpy trở thành một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất của cánh rừng nhiệt đới. Con chim to lớn này cũng là kẻ cực kỳ thông minh. Điều này được chứng minh qua con mồi của chúng cũng là những loài linh trưởng có trí thông minh cực kỳ cao. Mối quan hệ giữa đại bàng và loài khỉ mà chúng săn đã được phát triển thành một cuộc chạy đua vũ trang phi thường về sự thông minh. Mỗi con vật đều thúc đẩy loài kia thích nghi với các chiến lược giao tiếp, phòng thủ và tấn công mới theo thời gian. Với sức mạnh huyền thoại và khả năng săn mồi đáng sợ, đại bàng Harpy là một thế lực vô song trên bầu trời. Làm thế nào mà thiên nhiên đã biến đại bàng Harpy trở thành một kẻ săn mồi quái dị như vậy? Điều gì khiến đại bàng Harpy trở thành sát thủ săn mồi đáng sợ nhất của bầu trời? Những ghi chép đầu tiên về đại bàng Harpy xuất hiện trong cuốn Systema Naturae năm 1758 của Carl Linnaeus. Ông mô tả loài chim này là Vultur Harpyra, lấy cảm hứng từ thần Harpy trong thần thoại Hy Lạp. Đây là vị thần có cơ thể của một con đại bàng và khuôn mặt của con người. Sự so sánh này là phù hợp, phần lớn là do đĩa mặt của đại bàng Harpy. Đĩa mặt bao gồm các lông vũ tạo thành một vòng tròn xung quanh mặt chim. Chúng có thể nâng lên và hạ xuống tùy ý. Khi lông của đĩa mặt nhô lên, chúng giúp hướng âm thanh đến đôi tai nằm ở hai bên đầu của con chim. Nó giống như khi bạn khung tay ra sau tai để nghe rõ hơn. Điều này cho phép đại bàng xác định chính xác con mồi trong khu rừng rậm rạp, tối tăm nơi nó đi săn. Đại bàng Harpy thường đậu rất lâu tại một chỗ, không di chuyển và hoàn toàn yên lặng khi chờ đợi con mồi đi lang thang ở gần chúng. Và để giúp cho việc phát hiện con mồi dễ dàng, thì thị lực của chúng cũng đã được tiến hóa tốt nhất so với bất kỳ loài động vật nào trên thế giới. Đại bàng Harpy có thể phát hiện ra con mồi rất nhỏ, chỉ vài cm, ở khoảng cách lên đến 200 m. Mức độ nhạy bén và khả năng quan sát chi tiết trong mắt chúng đã vượt qua con người một khoảng cách rất xa. Để kiểm tra khả năng nhìn của đại bàng, các nhà nghiên cứu đã thiết lập một thí nghiệm thông minh. Họ đã huấn luyện đại bàng bay xuống một đường hầm dài về phía hai màn hình TV. Một chiếc TV sẽ hiển thị hình sọc, và khi con chim đậu trên đó, nó sẽ được thưởng đồ ăn. Còn chiếc TV kia sẽ hiển thị màu xám đồng nhất. Sau đó, các TV được tách ra để đại bàng phải đưa ra lựa chọn khi bắt đầu thử nghiệm và tuân theo lựa chọn đó. Trong quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu sẽ xác định khoảng cách mà đại bàng có thể phân biệt được các sọc và chọn TV chính xác. Những con đại bàng được phát hiện là có thể phân biệt được chi tiết tốt gấp 4 lần so với chi tiết nhỏ nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy. Một vài đặc điểm của đôi mắt đại bàng khiến chúng trở nên sắc bén. Đầu tiên, đại bàng có mắt to hơn so với kích thước của chúng, lớn hơn 1,4 lần so với mắt của các loài chim khác có cùng trọng lượng, và đôi mắt của nó có hình ống. Kết cấu này giúp tạo ra hình ảnh lớn hơn trong võng mạc. Và hình ảnh võng mạc được chuyển đổi thành phản ứng thần kinh bởi các yếu tố nhạy cảm với ánh sáng của mắt, các tế bào cảm quan. Càng có nhiều tế bào cảm quan và khoảng cách giữa chúng càng ít thì thị lực càng tốt. Khi khoảng cách giữa các tế bào cảm quan giảm đi, kích thước tối thiểu của chi tiết mà mắt có thể phân biệt được cũng giảm theo. Tuy nhiên, việc có thêm nhiều tế bào cảm quan trải rộng khắp võng mạc thì sẽ rất tốn kém năng lượng. Do đó, mắt động vật có một số vùng trung tâm đặc biệt với vô số tế bào cảm quan xếp chặt chẽ. Đây được gọi là hố mắt, và nó cung cấp cho não tầm nhìn rõ ràng nhất về bất kỳ phần nào của mắt. Đại bàng có hố mắt sâu hơn nhiều so với hầu hết các loài động vật. Điều này giúp chúng có thị lực đặc biệt cao. Đối với đại bàng Harpy, thị lực cao nhất xuất hiện ở tầm nhìn ngoại vi của chúng, ở khoảng 45 độ sang bên phải và bên trái của trục đầu. Nó được đại bàng sử dụng để phát hiện con mồi ở khoảng cách xa. Tuy nhiên, những kẻ săn đuổi như đại bàng Harpy lại có một thứ khác mà hầu như không loài động vật nào khác có được. Đó là hố mắt thứ hai nông hơn, cho phép tầm nhìn sắc nét ở trường nhìn phía trước, từ 15 độ sang bên phải và bên trái của trục đầu. Hai hố mắt này cho phép đại bàng nhìn thấy đồng thời hai hình ảnh sắc nét trong tầm nhìn của chúng. Đây là lý do tại sao bạn thường nhìn thấy những con chim ăn thịt như đại bàng quay đầu liên tục khi nhìn vào một vật thể. Chúng không thể xoay mắt trong hốc. Vì vậy, những chuyển động này giúp tập trung đối tượng lại giữa các hố mắt sâu và nông. Việc có cả hai vùng thị lực nhạy bén tất nhiên là một lợi ích to lớn đối với loài chim săn mồi. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra mâu thuẫn đối với tầm nhìn của nhiều loài chim ăn thịt, đặc biệt là những loài có chiến thuật tấn công con mồi bằng tốc độ cao. Khi bay nhanh, việc quay đầu sang một bên để quan sát con mồi trước mặt chúng sẽ tạo ra rất nhiều lực cản khí động học và làm con chim chậm lại. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, chim ăn thịt không nhất thiết phải bay theo đường thẳng để tiếp cận con mồi của chúng. Thay vào đó, chúng bổ nhào theo đường xoắn ốc locarit với đầu thẳng và một mắt nghiêng về phía con mồi. Điều này đặc biệt đúng đối với các loài chim nhanh như chim ưng hay chim cắt. Đại bàng Harpy không bay nhanh và bổ nhào như vậy. Nhưng với tốc độ 80 km/h, chúng vẫn cần lưu ý đến khí động học trong khi săn mồi. Chiều rộng sải cánh của một con đại bàng Harpy lớn hơn so với chiều cao của người trưởng thành. Chúng sở hữu sải cánh lên đến 2 mét. Trong đó, đại bàng Harpy cái có kích thước gần gấp đôi so với con đực. Đôi cánh này rất lớn, nhưng so với kích thước phần còn lại của cơ thể chúng và so với các loài chim biết bay kích thước lớn khác thì cánh của chúng vẫn tương đối ngắn. Ví dụ, thần ưng Andes có trọng lượng tương đương với đại bàng Harpy nhưng có sải cánh rộng tới hơn 3 mét. Điều này là do đại bàng Harpy không được sinh ra để bay vút lên không trung. Thay vào đó, chúng được tiến hóa để di chuyển từ cây này sang cây khác nhanh hơn trong khu rừng rậm rạp. Đôi cánh ngắn, rộng giúp chúng trở nên nhanh nhẹn và thậm chí còn cho chúng khả năng bay gần như thẳng lên. Vì vậy, đại bàng có thể tấn công con mồi từ bên dưới lên cũng như bên trên xuống. Giống như tất cả các loài chim biết bay, đại bàng Harpy có thể bay nhờ cấu trúc của lông bay, hay còn gọi là phần phụ của chúng. Không giống như các loại lông vũ khác, phần lông này được neo vào xương và chức năng chính của chúng là hỗ trợ tạo ra cả lực đẩy và lực nâng. Các phần còn lại được chia thành lông chính và phụ, dựa theo vị trí của chúng dọc theo cánh. Những chiếc lông dài nhất nằm ở phần ngoài cùng và có thể điều khiển xoay riêng lẻ giống như ngón tay của chúng ta. Chúng có tác dụng kiểm soát hướng bay và điều chỉnh lực nâng và lực cản không khí khi cần thiết. Ví dụ, nếu những chiếc lông nhấc lên và xòe ra, thì tốc độ bay của con chim sẽ chậm lại và độ cao sẽ giảm xuống. Nếu những chiếc lông được xếp chặt lại với nhau, con chim sẽ bay nhanh hơn, chính xác hơn và thường được thực hiện khi đuổi theo con mồi. Khả năng biến đổi cánh này được sử dụng trong các tình huống bay khác nhau, giúp chim có khả năng cơ động. Chúng khiến các kỹ sư máy bay của con người chỉ biết nhìn theo và mơ ước. Các lông vũ ngắn hơn ở phía trong của cánh không được kiểm soát dễ dàng, nhưng chúng cung cấp hầu hết lực nâng bằng cách chồng lên nhau để tạo thành một chiếc cánh bay hiệu quả. Lông đuôi hay còn gọi là lông trực tràng cũng rất cần thiết cho khả năng bay lượn của đại bàng. Chúng có vai trò để lái đường bay và chỉ có hai chiếc lông ở giữa nhất được gắn vào xương. Trong trường hợp sải cánh của đại bàng Harpy bị thiếu chiều dài, nó sẽ bù đắp bằng chiếc đuôi dài. Chiếc đuôi của nó có tác dụng giống như bánh lái trên thuyền để lái qua thảm thực vật rậm rạp. Lông đuôi của đại bàng có phần đồng đều hơn lông bay, nhưng mức độ của chúng cũng có phần khác nhau giữa những chiếc lông bên trong và bên ngoài. Và bộ phận kiểm soát có vai trò giúp cho con đại bàng có thể nhào lộn là cơ ngực. Những bó cơ bám chắc vào xương ức. Cơ ngực và xương ức rất phát triển ở loài chim và mức độ lớn hơn nhiều so với các loài động vật có xương sống khác như động vật có vú. Nhưng đối với đại bàng Harpy, mật độ này còn có phần dày đặc hơn. Những loài chim bay cao như thần ưng Andes có xương ức tương đối nhỏ và cơ ngực phát triển kém. Một khi những con chim như chúng đã bay lên không trung, gần như chúng không phải vỗ cánh. Nhưng đại bàng Harpy với đôi cánh ngắn, trọng lượng nặng và lối sống nhanh nhẹn thì chúng phải cần đến cơ bắp bay khỏe hơn bất cứ loài chim nào. Ngoài sức mạnh này thì sức mạnh của đôi chân đại bàng Harpy cũng rất đáng nể. Đôi chân của chúng có thể to bằng cổ tay con người. Bộ móng vuốt đen, còng lớn hơn cả móng vuốt của gấu xám Bắc Mỹ. Với chiều dài lên đến 13 cm, đại bàng Harpy có móng vuốt lớn hơn bất kỳ loài chim săn mồi nào và có thể gây ra áp lực hơn 50 kg lên con mồi. Những móng vuốt này được biết đến là có thể bẻ gãy xương nạn nhân ngay lập tức hoặc chộp lấy con mồi từ trên cây với một lực mạnh hơn cơ hàm của một con chó lớn. Chỉ riêng khả năng săn mồi ấn lạnh này cũng đủ gây kinh hoàng trong tiềm thức của loài linh trưởng hay những con lười Nam Mỹ. Nhưng trên hết, đại bàng Harpy rất thông minh. Chúng đi săn loại con mồi thuộc hàng thông minh nhất của khu rừng Nam Mỹ, và đó là một trong những cuộc chạy đua vũ trang thú vị nhất giữa con mồi và kẻ đi săn từng được quan sát. Trong các cuộc chiến sinh tồn của vương quốc động vật, kẻ săn mồi cần bắt con mồi, và con mồi cần làm mọi cách để tránh bị bắt. Những hiện tượng đơn giản này đã dẫn đến một hiện tượng ngoạn mục. Những kẻ săn mồi và con mồi trên khắp thế giới bị nhốt trong các cuộc chạy đua tiến hóa. Một trong những ví dụ về điều này là cuộc chạy đua giữa dơi và bướm đêm. Cuộc chạy đua vũ trang này bắt đầu từ khi loài dơi phát triển khả năng định vị bằng tiếng vàng để phát hiện những con bướm đêm trong bóng tối hoàn toàn. Để đáp lại, bướm đêm đã tiến hóa đôi tai, cho phép chúng nghe thấy sóng âm được phát ra từ những con dơi và đưa ra biện pháp lẩn trốn. Sau đó, một số con dơi đã cải thiện chiến lược săn mồi của chúng bằng cách phát triển khả năng định vị bằng tiếng vàng lén lút hơn. Cụ thể là định vị bằng tiếng vàng ở tần số mà bướm đêm không thể nghe được. Đổi lại, một số loài bướm đêm đã phát triển các cú nhấp siêu âm của riêng chúng, thứ mà chúng có thể sử dụng để phòng thủ trong một cuộc tấn công. Và sự phát triển qua lại này có thể được nhìn thấy trên khắp vương quốc động vật. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, người ta biết tương đối ít về cách động vật ăn thịt săn các loài linh trưởng và cách các loài linh trưởng thông minh chống lại sự săn mồi đó. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu tạo ra một thí nghiệm để quan sát, mặc dù thí nghiệm đó có phần tàn bạo. Đảo Barrow, Colorado là một hòn đảo dự trữ sinh học ở giữa kênh đào Panama. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài linh trưởng, bao gồm khỉ đuôi sóc, khỉ nhện, và loài quan trọng nhất trong nghiên cứu này là khỉ hú. Trên hòn đảo có hơn 60 đàn khỉ hú, và mỗi đàn có gần 20 cá thể. Thông thường, các loài linh trưởng phát triển tiếng kêu dành riêng cho động vật ăn thịt. Tiếng kêu để phân biệt giữa các loài mèo lớn, rắn và đại bàng, để cảnh báo cho đồng loại của chúng về những nguy hiểm cụ thể đang cận kề và đưa ra các biện pháp phòng thủ. Tuy nhiên, trong 100 năm qua, khỉ hú trên đảo Barrow, Colorado đã không phải đối mặt với bất kỳ kẻ săn mồi lớn nào. Không có báo đốm, ít rắn và quan trọng nhất là không có đại bàng. Cho đến năm 1999, nơi đây xuất hiện hai con đại bàng Harpy được gắn theo dõi bằng sóng vô tuyến do con người đưa đến. Các nhà nghiên cứu muốn biết liệu những con khỉ trên đảo Barrow, Colorado có khả năng tổ chức phản ứng trước kẻ đi săn mà chúng chưa từng thấy trước đây hay không. Và nếu chúng có bị bất ngờ thì sẽ mất bao lâu để đưa ra phương án đối trọng. Đúng như dự đoán, sau khi những con đại bàng được thả vào tự nhiên, chúng gây ra nỗi khiếp đảm cho đàn khỉ. Mỗi con đại bàng đều bắt được một con khỉ hú trong từ 3 đến 4 ngày. Và lúc này, đàn khỉ chỉ có một trong hai phản ứng đối với cuộc tấn công của đại bàng Harpy. Chúng sẽ hành động một cách hoảng loạn và kích động ngẫu nhiên mà không có sự phối hợp nào giữa các con khỉ. Hoặc chúng sẽ hoàn toàn bình tĩnh và không nhận thức được mối nguy hiểm trước mặt chúng. Những con khỉ hú thực sự đã mất khả năng nhận ra mối nguy hiểm đến từ đại bàng Harpy. Chúng yếu ớt và trở thành con mồi dễ dàng bắt được của đại bàng. Điều này vẫn chưa phải là tất cả của sự ngạc nhiên. Một phát hiện đáng ngạc nhiên nữa là chiến lược mà đại bàng sử dụng để săn con mồi linh trưởng của chúng. Thay vì tấn công lén lút và nhanh chóng như cách thông thường mà chúng ta nghĩ đến, đại bàng sẽ đậu trên một cái cây gần đó, trong tầm nhìn rõ ràng của đàn khỉ và quan sát chúng kiếm ăn. Sau đó, như thể để cho tất cả biết về sự hiện diện của mình, chúng sẽ phát ra một loạt tiếng kêu. Thật khó có thể tưởng tượng trong thế giới hoang dã với các cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt, lại có kẻ săn mồi quang minh chính đại như vậy. Những tiếng kêu này luôn có cấu trúc âm thanh giống nhau, chỉ được sử dụng khi truy đuổi con mồi và chỉ khi chúng săn con mồi linh trưởng. Tại sao kẻ săn mồi lại để cho con mồi biết rằng chúng sắp tấn công? Những tiếng kêu này đã cho các nhà nghiên cứu một gợi ý. Nếu sau khi lũ khỉ phát hiện ra sự hiện diện của con đại bàng qua tiếng kêu của nó và phản ứng của khỉ hú tối thiểu là hỗn loạn, thì đại bàng sẽ tấn công. Thay vào đó, nếu những con khỉ thể hiện một phản ứng phòng thủ phối hợp, thì con chim sẽ rời đi và tìm những con khỉ khác để làm mồi hoặc chuyển qua biện pháp tấn công lén lút. Tiếng kêu của đại bàng Harpy được sử dụng để thu thập thông tin quan trọng về con mồi của nó. Bằng cách quan sát điều gì xảy ra sau tiếng kêu, đại bàng đang tìm hiểu về mức độ cảnh giác của con mồi, khả năng chạy trốn và cơ chế tự vệ của chúng. Bằng cách thăm dò các chiến lược phòng thủ tiềm năng trước khi bắt đầu tấn công, đại bàng có thể đánh giá rủi ro của cuộc đối đầu và đưa ra quyết định nhanh chóng xem chúng có nên sử dụng thời gian và năng lượng vào con mồi đó hay không. Theo thời gian, ngày càng có nhiều con khỉ thiết lập các biện pháp phòng thủ phối hợp, chẳng hạn như ôm lấy những con non và di chuyển chúng đến cành cây an toàn hoặc những khu vực rậm rạp hơn của tán cây. Chúng thậm chí còn tổ chức lại thành đám đông theo đúng nghĩa đen và tạo ra tiếng kêu chuyên biệt để báo động mỗi khi có đại bàng. Chỉ sau gần một năm, hầu như tất cả khỉ trên đảo đã tiếp thu được cơ chế phòng vệ như vậy. Điều này khiến việc săn mồi của những con đại bàng trở nên khó khăn hơn. Các nhà nghiên cứu đã quan sát cuộc chạy đua giữa kẻ săn mồi và con mồi này diễn ra trong thời gian thực. Đó là cơ hội quý giá có 102. Nhưng thí nghiệm này đã kết thúc chỉ sau đó một năm. Thời gian này là chưa đủ để đại bàng có thể tìm ra một chiến lược săn mồi mới trước cơ chế phòng thủ của bầy khỉ trên đảo. Sau khi những con đại bàng rời đi, đàn khỉ hú duy trì phản ứng phòng thủ đối với các bản ghi âm tiếng kêu của đại bàng Harpy trong ít nhất 7 tháng. Đó là khoảng thời gian chúng được quan sát. Không ai biết phản ứng tự vệ này sẽ kéo dài bao lâu trong quần thể khỉ hú ở đó. Thật không may khi lĩnh vực sinh học thuộc loài này hiếm khi có thể tiếp tục được mãi mãi. Nhưng cũng thật may mắn khi chúng ta đã có một cái nhìn sâu sắc mới đáng kinh ngạc về hành vi của đại bàng Harpy. Đó là một minh chứng cho thấy rằng đại bàng Harpy là một loài săn mồi thật đáng kinh ngạc. Amazon, vùng đất trải rộng trên 9 quốc gia và có diện tích 5,5 triệu km vuông này, là khu rừng rậm nhiệt đới lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là một trong những nơi có sự đa dạng sinh học bậc nhất trên hành tinh và là nhà của vô số các loài sinh vật đặc biệt. Nhiều loài trong số chúng vẫn chưa được khám phá. Khu rừng bí ẩn của Nam Mỹ luôn có một sức hấp dẫn đến kỳ lạ. Trong video này, chúng ta sẽ nói về một số loài động vật tiêu biểu của khu rừng. Gia đình rái cá sông khổng lồ ồn ào này đã thức dậy từ lúc bình minh. Đừng để những khuôn mặt dễ thương ấy đánh lừa bạn. Đây là những kẻ giết chóc hung dữ của cánh rừng Amazon. Rái cá khổng lồ còn được biết đến với cái tên sói sồn. Trong khi săn mồi, rái cá trưởng thành vẫn cố gắng để ý đến các thành viên bé hơn trong gia đình. Đàn rái cá này vừa mới có thêm thành viên cách đây không lâu. Những đứa con non sẽ được bảo vệ an toàn trong một chiếc hang sâu ven bờ sông. Chúng sẽ ở đó vài tháng trước khi ra ngoài đi săn cùng gia đình. Lúc này, rái cá bố mẹ phải thật chú ý đến chúng vì có thể có một con báo đốm ranh ma xuất hiện xung quanh lãnh thổ của đàn. Một con rái cá, bất kể là con non hay đã trưởng thành, đều là một bữa ăn ngon lành cho báo đốm. Nhưng rái cá sông khổng lồ không phải là một bữa ăn dễ dàng cho bất kỳ kẻ săn mồi nào. Một con rái cá trưởng thành có thể nặng đến hơn 30 kg và sở hữu một sức mạnh đáng gờm cùng với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên. Những con vật dễ thương này sống và săn mồi theo nhóm gia đình có thể lên tới 10 thành viên. Rái cá khổng lồ bảo vệ lãnh thổ cùng thành viên của gia đình chúng theo một cách quyết liệt nhất trước bất kỳ kẻ săn mồi nào. Một con cá sấu Cayman có thể sẽ gặp rắc rối lớn nếu chạm trán với một gia đình rái cá khổng lồ. Thậm chí nếu đó là một con báo đốm với khả năng ẩn nấp và phục kích thượng thừa, cũng không phải là đối thủ của đàn rái cá khi ở dưới nước. Gia đình rái cá này đang tận hưởng một chuyến đi săn thành công. Bây giờ đang là mùa khô, dòng sông bị thu hẹp và con mồi tập trung lại trong một diện tích đi săn nhỏ hơn, khiến cho cuộc đi săn của đàn rái cá trở nên cực kỳ hiệu quả. Chúng là những vận động viên bơi lội tuyệt vời với bàn chân có màng, một bộ móng vuốt khéo léo và hàm răng sắc như dao cạo. Thức ăn chủ yếu của gia đình này là cá, nhưng nếu có cơ hội, chúng sẽ cố gắng bắt được một con trăng anaconda non hay một con cá sấu Cayman nhỏ để cải thiện bữa ăn. Sở hữu kỹ năng bơi lội thượng thừa cùng với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên, rái cá có thể tấn công con mồi từ cả bên trên và bên dưới mặt nước. Râu của chúng có tác dụng như một chiếc radar thu thập các rung động giúp chúng định vị mục tiêu, và mắt của chúng có thể nhìn tốt ở cả môi trường nước lẫn trên cạn. những con rái cá mới lớn cần phải luyện tập thêm. Việc bắt cá đối với kẻ tập sự này là một công việc khá khó khăn, ngay cả trong vùng nước nông giàu tôm cá của dòng sông mùa khô. Bộ lông của rái cá khổng lồ rất dày và da của nó không bao giờ bị ướt, kể cả khi nó hoạt động ở dưới nước hàng giờ. Nhưng chính lớp da đặc biệt và bộ lông mềm như nhung này đã đẩy số phận của những con sói sông vào một tình thế bi thảm. Vào những năm 50 và 60, chúng bị săn bắt đến mức gần như tuyệt chủng. Nhưng thật may mắn khi một vài quần thể nhỏ vẫn có thể sống sót. Một trong số những quần thể đó đang ở trong khu rừng Amazon thuộc Peru. Chúng đang dần phục hồi kể từ thời khắc đen tối đó. Các gia đình rái cá dành đến một nửa thời gian của chúng để đắm mình trong dòng nước. Một gia đình cai quản một lãnh thổ nhất định. Con đực đầu đàn này đã lên bờ để đánh dấu lãnh thổ của nó. Móng vuốt khổng lồ và bàn chân có màng để lại những dấu chân có kích thước to bằng bàn tay con người. Trên bờ sông, con đực để lại nước tiểu của mình để thông báo cho những đàn rái cá khác biết rằng nơi này đã có chủ. Bên trong khu rừng, một đàn khỉ sóc đang kiếm ăn. Chúng là thực đơn yêu thích của rất nhiều thợ săn bầu trời. Tất nhiên là bao gồm cả loài chim ăn thịt mạnh nhất trong rừng nhiệt đới, đại bàng Harpy. Loài chim sát thủ này có thể nặng tới 13 kg, nhưng sải cánh của nó chỉ vỏn vẹn hơn 2 mét. Một con đại bàng vừa trở về tổ sau cuộc đi săn thành công. Bộ móng vuốt dài hơn 10 cm của nó quặp chặt một con khỉ sóc xui xẻo. Tổ của cặp vợ chồng này nằm ở ngay bên ngoài khu bảo tồn Tambopata ở Refugio Amazonas, nơi mà các nhà nghiên cứu đã đặt camera quan sát cao hơn 30 mét trong tán cây. Các nhà khoa học đã theo dõi cặp đôi đại bàng Harpy này trong 6 tháng, kể từ khi chú đại bàng non đầu tiên trong tổ được nở ra. Đại bàng Harpy là loài chim sống theo chế độ một vợ một chồng trong suốt cuộc đời. Chúng cùng nhau chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con của mình trong suốt gần 2 năm trời. Đại bàng con khi lớn lên sẽ là một trong những kẻ săn mồi mạnh mẽ nhất của khu rừng. Trong hơn 6 tháng qua, con đại bàng non đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Từ những ngày hè nắng như thiêu như đốt đến những trận mưa bão dữ dội. Khi chim non lớn hơn một chút, nó sẽ ở lại tổ một mình trong khi chim bố mẹ đi săn. Thời gian chờ đợi của con chim non có khi lên đến vài ngày. Đại bàng Harpy phải đi săn dưới tán rừng vì đây là nơi mà con mồi của chúng sinh sống. Với móng vuốt mạnh mẽ, đại bàng có thể nghiền nát xương của nạn nhân, giết chết kẻ xấu số ngay lập tức. Con đại bàng non này đã được gần 1 năm tuổi và nó đã sẵn sàng để tập bay. Vì vậy, kể từ bây giờ, những bữa ăn miễn phí sẽ ngày càng ít đi. Lúc này, con đại bàng đã ở những giai đoạn cuối cùng của sự trưởng thành. Lông vũ của nó đã mọc đầy đủ. Chỉ một thời gian nữa, nó sẽ bắt đầu trở nên giống cha mẹ của mình với chiếc vương miện bằng lông vũ và đôi cánh sẫm màu hơn. Cú cất cánh đầu tiên luôn tiềm ẩn những nguy hiểm. Nếu chẳng may mất kiểm soát, nó có thể rơi từ độ cao 30 mét và đối mặt với cái chết. Con đại bàng non này đã kiểm soát đôi cánh thành công. Trong vài ngày tới, nó sẽ bay lượn một cách thành thạo. Và không lâu nữa, khu rừng này lại có thêm một thợ săn chết chóc. Một kẻ săn mồi nữa sẽ rêu rắt nỗi sợ hãi vào tâm trí của những con mồi tội nghiệp. Bên dưới thảm rừng, một sinh vật đặc biệt trông giống như một sản phẩm được Thượng Đế tạo ra một cách vội vã, với những bộ phận chắp vá trên cơ thể. Nó được biết đến với cái tên thú ăn kiến khổng lồ. Sinh vật này là một thợ săn với học thuyết đi săn, lấy số lượng bù chất lượng. Xấu xí, y ạch, không có răng và gần như mù lòa. Không có đặc điểm nào về con thú kỳ lạ này thể hiện nó là một kẻ săn mồi đáng sợ. Nhưng bạn đừng để những điều đó đánh lừa. Nó thực sự là một thợ săn tận tụy và sung mãn nhất của khu rừng. Cỗ máy tiêu hóa này có thể ăn tới 30.000 con côn trùng trong một ngày. Sở hữu chiều dài lên tới gần 2 mét. Dù có thị lực kém, nhưng thú ăn kiến lại có một khứu giác tuyệt vời. Nó di chuyển chậm chạp và đi bằng các đốt ngón tay như một con khỉ đột, để không làm mòn bộ móng dài 10 cm và sắc như dao cạo của mình. Bộ móng nguy hiểm này được thú ăn kiến dùng để xé toạc tổ của bầy kiến. Đây là một trong 200 cái tổ xui xẻo mà nó sẽ săn trong hôm nay. Toàn bộ cơ thể của thú ăn kiến giống như một sự kỳ diệu của tiến hóa, để con vật có thể thích nghi được với chế độ ăn uống lạ lùng mà nó đã lựa chọn. Cái móng tay dài của nó có thể dễ dàng thăm dò mọi ngóc ngách, và cái miệng nhỏ xíu chỉ có thể nhét vừa những con mồi nhỏ nhất. Nó sở hữu một thứ vũ khí tuyệt vời là chiếc lưỡi dài 60 cm. Khi đột kích một tổ kiến, thú ăn kiến sẽ nhanh chóng bắt những con kiến thợ và rời đi trước khi đàn kiến bảo vệ kịp hành động, để tránh bị những cú chích đau điếng từ lũ kiến. Lưỡi của nó có những gai nhỏ hướng về phía sau, được bao phủ bởi nước bọt dính. Thật may mắn cho lũ kiến khi con thú ăn kiến chỉ càn quét ở những nơi mà nó đi qua trong thời gian chưa đến 1 phút. Và khi làm như thế, tổ kiến sẽ có cơ hội phát triển tiếp, và con thú ăn kiến sẽ có một nhà hàng cung cấp nguồn thức ăn lâu dài. Khi nói đến những con nhện đầy đáng sợ, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ về một con vật có nhiều chân và một chiếc mạng nhện giăng ở sau khu vườn để bắt những loài côn trùng gây hại. Nhưng tại khu rừng Amazon này, có một loài nhện được coi là thợ săn phục kích đúng nghĩa, loài nhện Tarantula nâu. Kẻ săn mồi đầy kinh nghiệm này là nỗi ám ảnh cho các loài vật nhỏ của khu rừng. Sở hữu một cơ thể khổng lồ với cân nặng bằng một con cún mới sinh, con nhện này quá lớn để có thể treo mình trên những tấm lưới tờ được dệt tinh xảo. Vì thế, nó chọn cách phục kích con mồi trên mặt đất, ẩn nấp bên trong những hốc cây hay cái hang. Cơ thể của con nhện hòa vào màu nâu của cảnh vật xung quanh. Sở hữu đến 8 cái mắt, nhưng nó gần như bị mù. Vì vậy, nó cần phải phụ thuộc vào xúc giác để săn mồi. Những chiếc gai mỏng manh trên chân của nó là những sợi lông cảm giác đầy nhạy bén. Bộ phận này sẽ cho nó biết rằng con mồi đang ở gần đây. Con nhện nhạy cảm đến mức những rung động dù là nhỏ nhất cũng không thể qua mặt được nó. Chiến lược săn mồi của nhện Tarantula cũng rất đơn giản. Nó nhả các sợi tơ của mình xung quanh nơi ẩn náu và cảm nhận sự rung động trên những sợi tơ này. Bây giờ, việc của nó chỉ là kiên nhẫn chờ đợi một con vật nào đó đi vào ổ phục kích và chạm vào hệ thống báo động. Trong bóng tối tĩnh lặng của khu rừng mưa nhiệt đới, loài kiến lớn nhất thế giới vẫn đang miệt mài tìm kiếm con mồi. Con quái vật trong thế giới côn trùng này có thể dài tới 3 cm. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là vết đốt nguy hiểm của nó. Đó là thứ tạo ra một trong những cơn đau kinh hoàng nhất trên trái đất. Nó thường được ví như đạn bắn, và con kiến này cũng có tên là kiến đạn. Không giống như các loài kiến khác, kiến đạn đi săn một mình. Chế độ ăn của nó là những loại thức ăn giàu đường trong khu rừng. Nhưng thỉnh thoảng, nó cũng cần phải bổ sung thêm nguồn protein. Các loài côn trùng như sâu bướm, bọ que hay châu chấu, hoặc thậm chí là một con kiến của loài khác, sẽ là một bữa ăn hoàn hảo. Trên đám lá khô đã rụng từ lâu, có một loài vật thú vị đang thực hiện một cuộc hành trình tưởng không xa, nhưng lại rất xa đối với chúng. Đây là một con ốc sên khổng lồ. Cư dân thân mềm của Nam Mỹ này có chiều dài tới 30 cm. Nó không có tai, và có lẽ thế giới của nó cũng không có âm thanh. Vậy làm thế nào mà nó có thể tìm kiếm được bạn tình? Câu trả lời rất đơn giản, nó chỉ việc lần theo dấu vết của một con ốc sên khác. Đó thực sự không phải là điều dễ dàng với một sinh vật di chuyển chậm chạp như ốc sên. Ngay cả khi nó là con ốc sên lớn nhất hành tinh, thì khu rừng vẫn là một chướng ngại vật vô cùng to lớn. Bên cạnh việc bị điếc, thì thị lực của ốc sên cũng rất kém. Đôi mắt nhỏ trên đầu của nó có thể thu lại để đảm bảo an toàn, và mở ra khi mọi thứ đã trở lại bình thường. Các giác quan mạnh hơn của nó là khứu giác và vị giác. Các xúc tu phía dưới bụng có vai trò cảm nhận đường đi. Một khi nó tìm thấy một con ốc sên khổng lồ khác, thì cuộc hành trình của nó sẽ kết thúc. Ốc sên khổng lồ là động vật lưỡng tính, nghĩa là cơ thể của nó mang cả hai giới tính đực và cái. Mỗi cá nhân đều có thể đẻ trứng và sản xuất tinh trùng. Nếu may mắn tìm được bạn tình, cả hai sẽ cùng thụ tinh cho trứng của nhau cùng một lúc. Và không lâu sau đó, hai lứa ốc sên mới sẽ lại lớn lên trong khu rừng. Bên trên một tán cây rậm rạp, xuất hiện một sinh vật cũng rậm rạp không kém. Đây là một con lười ba ngón. Cũng giống như loài khỉ, lười cũng dành cả cuộc đời mình để sống trên cây. Những họ hàng còn sống gần nhất của nó trong thế giới động vật là loài thú ăn kiến và tatu, thuộc vào hàng chậm nhất trong thế giới hoang dã. Nó không cần tốc độ vì nguồn thức ăn của nó rất dồi dào và luôn có sẵn trong tầm với. Trong một khu rừng, các loài cây rất cần động vật ăn quả để phát tán hạt của chúng đi xa. Nhưng lá cây lại là một vấn đề khác. Lá là tấm pin mặt trời của cây. Trong một khu vực đông đúc nơi cây cối cạnh tranh ánh sáng, lá cây rất cần thiết để thu lấy ánh nắng mặt trời và tổng hợp năng lượng. Vì vậy, để chống lại động vật ăn lá, hầu hết cây cối đã phát triển các phương thức phòng thủ cho mình. Phổ biến nhất trong đó là bổ sung thêm các chất độc hại vào trong lá cây. Con lười cũng đã tìm ra cách để khắc phục điều này, bằng cách chỉ nhắm mục tiêu vào những chiếc lá non nhất. Dù có ít chất độc hơn, nhưng lá non cũng có nhược điểm. Nó rất nhiều chất dinh dưỡng. Điều đó khiến lười hầu như phải ăn liên tục. Và khi không ăn thì lười sẽ ngủ. Lúc này, bốn ngăn dạ dày của nó sẽ có thời gian để xử lý chất độc và hấp thụ càng nhiều chất dinh dưỡng càng tốt. Lười có tốc độ tiêu hóa chậm nhất so với bất kỳ loài động vật có vú nào. Tuy nhiên, một khi đã ăn thì chắc chắn là sẽ có chất thải. Mỗi tuần một lần, con lười treo xuống gốc cây để đi vệ sinh. Và cũng có một lý do nữa để cho cư dân của cành cây phải trèo xuống đất. Đó là lúc nó phải đi tìm bạn đời. Trong dòng nước bí ẩn của con sông Amazon, có một vị vua 82 triệu năm tuổi đang ngự trị. Đây là loài vật săn mồi hàng đầu trên dòng sông, cá sấu Caiman. Với chiều dài có thể hơn 4 mét và nặng tới 400 kg, thì một con chuột lang nước non sẽ là một món điểm tâm nhẹ nhàng. Nhưng không dễ để có thể bắt được chúng. Con chuột lang bố cực kỳ để ý đến đứa con của nó. Loài cá sấu đã sống trên trái đất kể từ thời kỳ khủng long, và chúng đã sống sót cho đến ngày này. Điều đó chắc chắn không phải là do sự may mắn. Khả năng sinh tồn phi thường cùng với nhiều nỗ lực to lớn mới là điều làm nên sự thành công của loài sinh vật cổ đại này. Ẩn mình xuống dưới dòng nước lạnh ngắt, con cá sấu sẽ chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công. Mặc dù hô hấp bằng phổi, cá sấu Caiman vẫn có thể ở dưới nước tới 1 giờ kể từ thời điểm lấy hơi. Chúng giảm nhịp tim của mình xuống chỉ còn 2 hoặc 3 nhịp mỗi phút để giảm nhu cầu tiêu thụ oxy. Di chuyển nhẹ nhàng và lặng lẽ tiếp cận mục tiêu. Và rồi chuyến đi săn của nó đã thành công. Đó là một bữa ăn nhẹ nhàng để chuẩn bị năng lượng cho lần đi săn tiếp theo. Đối với một số sinh vật, thách thức lớn nhất của mùa khô là tìm được một nơi có đủ độ ẩm ướt. Một trong những loài lưỡng cư nhỏ nhất trong khu rừng có thể gặp rắc rối thực sự vào thời điểm này trong năm. Đây là một con ếch phi tiêu độc. Cơ thể của nó dài chưa tới 6 cm và chỉ nặng vẻn vẹn 30 gram. Nhưng nó lại là một trong những kẻ mang độc tố chết chóc nhất khu rừng. Chế độ ăn của nó bao gồm bọ cánh cứng có độc, ve và kiến. Các nhà khoa học cho rằng chúng có thể chuyển hóa và cô lập các chất độc trong con mồi, sau đó tích lũy chúng và sử dụng cho mục đích tự vệ. Loài ếch độc nhất trong số chúng có đủ chất độc để giết chết 10 người đàn ông trưởng thành một lúc. Nhưng loài vật có vẻ nguy hiểm này cũng có lúc yếu mềm. Chúng là những bậc cha mẹ tận tụy nhất trong thế giới động vật. Sau khi con cái đẻ trứng, trách nhiệm chăm lũ nòng nọc con sẽ thuộc về con đực. Ếch phi tiêu độc có thể sinh sản quanh năm, và con ếch cha này đã chọn một trong những thời điểm khó khăn nhất để nuôi nấng một gia đình. Các con của nó mới ở giai đoạn nòng nọc và nó phải tìm một khu vực phù hợp, một nơi có đủ nước để có thể duy trì sự sống của đàn con. Nơi đó cũng cần phải thật kín đáo để tránh được sự dòm ngó của những kẻ săn mồi, cho đến khi lũ nòng nọc có thể phát triển thành hình dạng mới. Nhưng vào mùa khô, việc tìm một địa điểm như thế không phải là chuyện dễ dàng. Con ếch cần phải nhanh chóng tìm ra nơi đó trước khi những đứa con của nó bị khô đến chết. Thật may mắn cho con ếch bố này, nó đã tìm được một vũng nước đọng trong một chiếc lá cây. Những con nòng nọc con sẽ mất khoảng 6 tuần để phát triển thành một con ếch hoàn chỉnh. Chúng thật hạnh phúc khi có một người cha tận tụy sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ chúng trong suốt thời gian này. Khu rừng mưa lớn nhất thế giới cũng là nhà của một số sinh vật đã xuất hiện từ cách đây rất lâu. Loài chim Watsons đã tồn tại từ cách đây 64 triệu năm. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa các loài chim hiện đại và khủng long. Thoạt nhìn, trong chúng không có nhiều lợi thế trong một cuộc chiến sinh tồn. Sở hữu một kiểu tóc có phần điên cuồng, khuôn mặt xanh xao và các cử động vụng về. Loài chim thú vị này không hề hung dữ hay xảo quyệt như nhiều loài động vật khác của Amazon. Mặc dù có đôi cánh lớn, nhưng khả năng bay của chúng không hề xuất sắc. Thay vào đó, nó thích đi bộ dọc theo các cành cây hơn. Bất chấp mọi điều kiện bất lợi về mặt tiến hóa, chúng vẫn tồn tại cho đến ngày nay mà không gặp nguy hiểm gì đáng kể về mặt số lượng. Đó là nhờ vào một chiến lược sinh tồn độc đáo. Loài chim này thực sự rất bốc mùi. Cơ thể chúng tỏa ra một mùi rất tệ. Watsons còn có một cái tên thân mật khác là chim hôi thối. Tất cả điều này là do chế độ ăn uống của chúng. Không giống như các loài chim khác, khẩu phần ăn chủ yếu của chim Watsons là lá cây. Chúng là loài động vật ăn chay trường và được ví như những con bò trong thế giới loài chim. Chúng cũng là loài chim duy nhất có chế độ ăn uống kỳ lạ như vậy. Những chiếc lá đước dẻo dài và khó tiêu hóa đến mức một chiếc lá có thể tiêu tốn đến 2 ngày để đi qua được hết ruột của con chim. Mùi hôi thối chính là bí quyết sống còn của loài chim này. Hầu như không có kẻ săn mồi nào muốn ăn một sinh vật mà cơ thể lúc nào cũng bốc mùi kinh tởm. Một loài vật kỳ lạ khác đã cư trú ở Amazon trong hơn 3 triệu năm qua. Mặc dù chúng có quan hệ họ hàng gần nhất với ngựa và tê giác, nhưng chúng lại trông giống một con lợn với đôi chân dài hơn và sở hữu một chiếc mõm giống vòi voi. Sinh vật này có tên là heo vòi. Đây là loài động vật có vú sống trên cạn lớn nhất ở Nam Mỹ. Nó nặng tới 300 kg và nó cần phải không ngừng kiếm ăn để có đủ số lượng thực vật cần thiết cho sự tồn tại. Heo vòi ăn tới 40 kg thực vật mỗi ngày và nó có thể sống tới 25 năm trong rừng nếu tránh được việc trở thành con mồi của những con mèo lớn nham hiểm, cá sấu cài mành hay rắn khổng lồ nhắm vào chúng. Sau bữa sáng, đã đến lúc con heo vòi này đi ngâm mình. Khi ở dưới nước, chiếc mõm đặc biệt của chúng sẽ có tác dụng như một chiếc ống thở. Là một vận động viên bơi lội nhanh nhẹn và xuất sắc của khu rừng, heo vòi có thể nín thở trong 3 phút và thậm chí là đi bộ dưới đáy sông. Chúng ta vừa điểm qua một số loài động vật hay ho của khu rừng rậm Amazon. Bạn có ấn tượng với loài động vật nào nhất? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!